Chào quý bà con, thưa quý bà con, cập nhật giá mít Thái hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 6 2023, giá mít tại Tiền Giang: mít nhất 8.000 đồng một ký, mít nhì 5.000 đồng một ký, mít kem lớn 5.000 đồng một ký. Bên cạnh đó, tại các địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, giá mít nhất được các dựa cho giá mít nhất 7.000 đồng một ký, mít nhì 4.000 đồng một ký và mít kem lớn 4.000 đồng một ký. Tại Cần Thơ, mít nhất 7.000 đồng một ký, mít nhì 4.000 đồng một ký, kem lớn 4.000 đồng một ký. Tại Hậu Giang, mít nhất 7.000 đồng một ký, mít nhì 4.000 đồng một ký, kem lớn 4.000 đồng một ký. Đồng Tháp, mít nhất 7.000 đồng một ký, mít nhì 4.000 đồng một ký, kem lớn 4.000 đồng một ký. Tại An Giang, mít nhất 7.000 đồng một ký, mít nhì 4.000 đồng một ký, kem lớn 4.000 đồng một ký. Tại Vĩnh Long, mít nhất 7.000 đồng một ký, mít nhì 4.000 đồng một ký, kem lớn 4.000 đồng một ký. Phòng ngừa bệnh tật ngã cây vào mùa mưa ở cây mít Thái. Hiện nay thời tiết thường có mưa lớn kéo dài, kéo theo đó ảnh hưởng đến cây mít Thái, khiến cây dễ bị bệnh sơ đen, thân cây xì mũ, cây dễ bật gốc đổ ngã. Đối với bệnh trái cây mít bị sơ đen hay xì mũ thân, cây cần phải bón với vôi, với phun thuốc trị nấm định kỳ, đồng thời cần có biện pháp rút nước, hạn chế ngập và hạn chế bón phân hóa học. Đối với những ngày cây mít dưới 14 tháng sẽ dễ bị hư rễ và đổ ngã, do đó người dân cần phòng tránh bằng cách chống đỡ cho cây và phun thuốc kích rễ. Thông tin giá mít vừa rồi đến đây cũng hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong video tiếp theo.